xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Vin. Thì bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó mọi người. 5 phút nữa là 12 giờ. Bin đói bụng như thường lệ thôi, thì Bin sẽ order đồ ăn về Bin ăn. Và muốn chia sẻ quán ăn ngon mà Bin hay ăn cho mọi người thì Bin sẽ quay video Bin ăn và Bin review cho mọi người nha. Hôm nay Bin ăn là cái này là hủ tiếu Nam Vang với lại mì Nam Vang. Bình thường là Bin chỉ ăn một trong hai thôi, là mì hay là hủ tiếu thôi. Nhưng mà quay clip thì nên mua cả hai nhìn cho nó nhiều nhiều xíu. Rồi xí quách. Với lại cái này là cái phần súp kèm theo, tại vì Bin ăn khô, hủ tiếu khô với mì khô thì nó sẽ có súp nó kèm theo. Cái này chén sa tế, còn cái này là chén nước mắm ớt để lát Bin chấm với lại xí quách. Thì cái quán này Bin ăn rất là nhiều lần rồi, nó mở 24/24 luôn, nó cũng gần nhà của Bin. Bin sẽ để cái link ở dưới phần description box cho mọi người nha. Cái bữa ăn này hôm nay á là tổng 187.000. Thì hôm nay cũng là 28 Tết rồi. Thì cái quán này người ta bán xuyên Tết cho nên là người ta cũng tính thêm 10.000, 15, 20.000 vào cái tiền phụ thu Tết á. Cho nên giá nó mới là 187.000 cho tổng cái bill ngày hôm nay. Ok, đói quá rồi, thôi không làm mất thời gian của mọi người nữa nha. Trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên nhấn like video, subscribe kênh của Bin và nhớ connect với Bin ở trên Instagram cũng như các social media khác nha. Cảm ơn mọi người. Nè, để cho mọi người xem nè, đây mọi người thấy cái phần hủ tiếu của nó chưa, rất là ngon. Đó mọi người, cái phần hủ tiếu người ta có ướp với lại cái sốt á. Mà Bin cũng không biết sốt gì nữa, công thức của người ta. Còn bên đây là phần mì đây. Đó, một bên mì, một bên hủ tiếu. Ok, mời tất cả mọi người ăn chung với Bin nha. Ok, Bin sang hủ tiếu trước nha mọi người. Rất là ngon mọi người ơi. Vừa ăn cái lúc mà mua thì người ta có cho một cái gói sốt vậy nè, để mình ăn chung với lại hủ tiếu với lại mì. Thì Bin hồi nãy Bin rưới luôn rồi. Đó, đồng hồ nó kêu bíp bíp là 12 giờ đó mọi người. Và đối với một đứa ăn cay như Bin thì không thể nào thiếu được cái sa tế. Ớt rất là ngon, sa tế nó thơm. Cái sốt mà ướp hủ tiếu này thì là cái công thức riêng của quán ta, cho nên Bin cũng không biết là cái sốt gì nữa. Thì Bin nghĩ hôm nay nó cũng có nước tương. Cái này thì người ta có tôm, thịt bằm, cật, rồi gan. Đó, mọi người thấy cái cục sa tế trên miếng thịt không? Nó thơm, nó cay nồng nguyên cái miệng luôn. Một con tôm. Bây giờ ăn con mì nha. Mì với hủ tiếu á, cái nào Bin cũng thấy ngon á. Mỗi cái nó sẽ một cái ngon khác nhau. Thì mọi người thích ăn mì hủ tiếu gì tùy mọi người kêu thôi. Cái quán này á, người ta cũng có bán mì gói nữa, nhưng mà Bin thích ăn mì tươi thôi. Cái này nó gọi là sao ta, mì trứng hả ta, mì tươi á. Xuất sắc. Hấp một miếng nước nha. Rất là ngon. Nước súp nấu đậm đà. Cái phần mì hôm nay á, cái phần hủ tiếu á, bình thường là nó bán chỉ có 54.000 thôi. Nhiều lắm. Nhưng mà do Tết á, phụ thu. Người ta bán xuyên Tết mà, cho nên Bin mua với giá là 64.000, phụ thu 10.000.
Ngon lắm mọi người ơi. Ăn đêm như tôi á, mập lắm. Nhìn cái mặt tôi mọi người biết rồi. Ăn như nó dồn lên cái mặt hết trơn nè. Đi uống bò hút. Quên nói nó có trứng cút nữa nè mọi người. Để bên kiếm một cục xíu quách nào nhỏ nhặt đây. Thấy rồi nè. Bên ăn này chấm với lại nước mắm. Trời ơi, đã quá mọi người. Mọi người biết cái thịt xíu quách nó hầm á, nó thơm lắm. Mấy cái thịt luộc rồi thịt hầm này là mà chấm với nước mắm cay á là khỏi chê luôn, hết bài luôn. Cái video này á thì bên quen mình là 28 Tết thì chắc cũng phải qua Tết hay là trong mấy cái mùng á. Bên sẽ post video lên chứ bên không thể nào mà bên post vào 29 Tết hay 30 Tết được. Những thời gian này cũng bận rộn á, phụ dọn dẹp nhà cửa với mẹ này nọ. Trời ơi, để mình kể cho mọi người nghe cái chuyện này nè. Mình mới vừa bị hồi sáng nay luôn. Mình có post trên Facebook của mình về cái tình trạng, cái vấn đề này luôn á mọi người. Cũng muốn đọc kỹ thì mọi người lại đọc nha, nhưng mà bên kể đó cho mọi người nghe luôn. Là hôm qua mọi người bên đi ăn với lại Miu với An ở ngoài đường á, ở một cái quán ngoài lề đường. Thế thì trong cái lúc mà ăn á, bên vô tình bên quẹt cái chân của bên vào một cái bàn nhôm, mà mọi người biết cái bàn nhôm cái kiểu nó bị rỉ sét á, mấy cái bàn cũ á thì nó bị rỉ sét, thì lúc mà quẹt á thì cái chân của bên á nó chỉ bị đỏ đỏ thôi, nó chỉ bị nhẹ nhẹ thôi, thì bên nghĩ nó chỉ bị trầy sơ vậy thôi, bên không có để ý lắm, bên cũng kệ. Cái ngồi ăn nói chuyện hồ như vậy nè, nói chuyện cũng lâu lắm. Cái nhìn xuống là cái chân á thì mình thấy là cái chân nó bị chảy máu rồi, nhưng mà do mình nói chuyện lâu quá, cái thời gian lâu quá, cho nên là cái máu nó cũng bị đông lại luôn, nó khô lại rồi. Thì mình cũng kệ, không biết sao lúc đó cũng ý ý á, chủ quan á mọi người, kệ. Xong rồi lúc mà về nhà thì cũng chưa có gì xảy ra hết, cũng skin care rồi đi ngủ bình thường. Mà ở bên ngủ tầm 3-4 giờ sáng lận, bình thường á là bên ngủ 3-4 giờ sáng là bên dậy cũng trễ á. Nhưng mà cái tự nhiên sáng từ khoảng 8-9 giờ vậy, cái người của bên nó giật mình dậy á, mà nó bị lạnh lắm, nó lạnh nó rung hết người luôn, rung lẩy bẩy luôn. Rồi xong bên mới nghĩ là do hôm qua mình chỉnh cái máy lạnh kiểu như nó nhiệt độ nó thấp quá á, thì nó mới lạnh như vậy. Cái xong mình mới đi lại bên tắt máy lạnh. Thì bình thường á, bên mà kiểu như ngủ mà bên bị giật mình dậy á, thì bên sẽ hay có cái thói quen là bên check phone, bên bắt điện thoại, rồi lướt Facebook, Instagram, mail này nọ một hồi rồi bên mới đi ngủ tiếp. Mà tự nhiên thấy nằm lại, thấy bấm á, rất là kỳ, cái tay mình nó cứ rung như vậy nè. Cái máy lạnh tắt rồi mà cái bấm cái tay mình nó cứ rung khó chịu lắm. Cái mình mới ngồi bật dậy liền, mình mới thắc mắc á là chết là mình bị cái gì vậy. Cái thì cũng có kiến thức một chút xíu mà, tại vì hồi đó cũng hay đọc được những cái bài trên mạng, rồi cũng có đi học này nọ mà. Thì mới bắt đầu suy nghĩ tới cái hướng là có khi nào do cái vết thương này của mình nó bị nhiễm trùng hôm qua á, rồi nó ảnh hưởng tới cái chuyện bị uốn ván, bị phong đòn gánh đó mọi người. Rung lắm, nó rung lắm, rung thật sự. Các bạn mới bấm search Google, nhưng mà search không được luôn, cái tay rung bấm chữ không được luôn. Các bạn mới sử dụng bên máy nhảy á, kiểu như sử dụng một cái chức năng voice của iPhone á, thì mới nói, mới tìm mà trên Google những cái đó, thì mình đọc rất là lẹ, đọc thì mới nói là chết rồi, thôi rồi, y chang luôn. Cái dấu hiệu của mình y chang đó luôn, là những cái vết thương rất là nhỏ nhưng mà hả, người rất là lạnh, co giật, bị rung.
Thì lúc đó kiểu như mới hoảng quá, bắt đầu mới chạy xuống nhà nói mẹ. Nói mà mẹ Vinh cũng sẵn theo Vinh luôn. Mà ở nhà thì mẹ không có biết chạy xe, mẹ Vinh không biết chạy xe máy, không biết chạy xe đạp gì á. Đi đâu cũng có tài xế chở đó. Rồi ba Vinh đó thì ba Vinh hôm nay vừa về quê Đà Nẵng hồi rạng sáng luôn, là ba Vinh ra sân bay buổi sáng luôn, về luôn. Anh chị Vinh thì đi vắng nhà, không có nhà, thì nhà chỉ có hai mẹ con à. Thì Vinh mới réo thằng bạn của Vinh qua, thì Vinh mới réo thằng bạn gần nhà của Vinh qua giúp đó mọi người. Thì may một cái là nó đã thức dậy rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó gần nhà cho nên là nó chạy qua rất là lẹ. Thì nó chở Vinh đi lên bệnh viện tiêm chủng Baxter, ngay cái góc Baxter rồi Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Có một cái bệnh viện tiêm vaccine, tiêm chó cắn này nọ mọi người. Thì lên bệnh viện rồi mới lấy số làm thủ tục khám bệnh bác sĩ rồi đóng tiền này nọ rồi người ta chích cho Vinh. Thì lúc mà lên bệnh viện á thì cái người mình nó vẫn còn run, nhưng mà cái mức độ nó đỡ hơn ở nhà, thì nó đỡ run hơn ở nhà nhưng mà nó vẫn rất là khó chịu. Thì lúc mà tiêm thì nó rất là đỡ. Rồi bác sĩ về, bác sĩ kêu là bôi bovidin, vệ sinh vết thương sạch sẽ rồi bôi cái thuốc đỏ bovidin đó. Và cái lịch tái khám của Vinh là ngày 22 tháng sau, là 22 tháng 2 á, với lại 22 tháng 8, hôm nay là 22 tháng 1 nè đó. Thì Vinh kể cho mọi người nghe là Vinh cũng chia sẻ với nhắc nhở cho mọi người là mình đừng có nên chủ quan nghỉ ngơi với bất kỳ thứ gì mà liên quan tới sức khỏe của mình hết, tại vì nó rất là nguy hiểm. Mọi người thấy ông Vinh nó chỉ bị một cái vết thương có chút xíu nhẹ thôi mà nó hành Vinh nguyên buổi sáng luôn. Bởi vì hôm nay là 28 Tết nữa, mọi người thử nghĩ có lỡ mình có một cái chuyện gì đó nó nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng hơn, thì cái Tết này coi như là xu luôn. Thì lúc mà mình đọc ở trên mạng á, thì người ta ghi là cái bệnh này á, nó có thể dẫn tới tử vong nếu mà nó quá cấp tính mà. Lúc đó đọc rất là rung luôn á. Mọi người hiểu cái cảm giác á, mà cái tay của mình đang bình thường là tự nhiên cái một buổi sáng mà thứ gì nó rung mà mình bấm điện thoại không được, mình kìm lại á, không được luôn, nó rất là khó. Ghê quá. Ớn thật sự. Bina đưa tay sạch rồi nha, cho nên là bị bóc, không sao hết. Ngon quá. Có nhiều người á, lỡ đâu biết được người ta bị như vậy thì người ta sẽ ý đi, người ta sẽ chủ quan là do kiểu như có thể là bị cảm lạnh, bị sốt, cho nên là người nó lạnh nó run vậy thôi, là nhiều khi người ta không sao không đi khám luôn. Bên nghĩ là có đó, nhiều trường hợp như vậy rồi á. Cái nước của xíu quá hình như nó cũng giống cái nước của bên đây à. Ờ, nó y chang à, hai cái nước giống nhau. Ok, thì Vin sẽ ngừng video đây nha mọi người. Vin ăn hết nổi rồi, rất là no. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Và Vin mong là cái câu chuyện vừa rồi Vin chia sẻ nó cũng giúp ích được gì cho mọi người. Nó cũng là một cái lời nhắc nhở, một cái lời cảnh tỉnh là mọi người không có nên chủ quan cái sức khỏe của mình. Ok, Vin cũng không biết là Vin up video này lên nó sẽ nằm trong khoảng thời gian nào nữa, nhưng mà cứ vẫn chúc Tết mọi người đi, tại vì nay là mới 28 Tết à. Chúc mọi người có một tuần Tết thật là xịn, thật là nhiều lì xì, thật là nhiều niềm vui. Và đánh bài lúc nào cũng bài cào thì 9 nút nè, rồi xì dách thì 21, xì bàn ngũ linh các thứ nha. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye.